Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2022, nhiều công ty nhà máy ở Cần Thơ đang đua nước rút để kịp hoàn thành các đơn hàng. Điều này không chỉ để hoàn thành kế hoạch của năm đối với từng đơn vị mà còn cố gắng giữ cho người lao động có việc, ổn định nguồn thu nhập và duy trì sản xuất đến sang năm. Sau đây là ghi nhận về tình hình hoạt động tại một số doanh nghiệp. 2 tháng còn lại của năm, công ty trách nhiệm hữu hạn Hào Tân đang đẩy nhanh tiến độ gia công hoàn tất khoảng 120.000 sản phẩm may mặc. Công ty đã đàm phán thành công và ký hợp đồng với các đối tác Nhật Bản cho đến hết năm 2023. Với mức lương bình quân khoảng 8 triệu một người một tháng, hàng trăm công nhân ở nơi này đang rất phấn khởi, không lo thiếu việc, thiếu hàng. Cho đến thời điểm này, Hào Tân đã xuất khẩu với doanh số vượt 60 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch. Khí thế lao động ở công ty đang dâng cao vì chắc chắn rằng Tết Nguyên Đán tới đây mọi người đều được thưởng. Tăng cái sản lượng lên bằng nhiều cái phương pháp và công nghệ tiên tiến áp dụng vào những thiết bị chuyên dùng, những thiết bị chuyên dùng để cho cái năng suất nó và cái chất lượng nó cao. Thứ hai nữa là cái áp dụng vào cái tiền lương mà sản phẩm cho người lao động để cho họ có những cái niềm tin về cái tiền lương hàng tháng. Tổng sản lượng tiêu thụ nội địa 10 tháng năm 2022 của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris đã đạt hơn 100 triệu bao, nghĩa là đã đạt gần 95% kế hoạch của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam giao. Hiện nay, lương của lao động trong đơn vị khoảng 11 triệu 500 ngàn đồng một người một tháng. Nhờ hoạt động hiệu quả nên bình quân mỗi tháng, đơn vị này đã nộp ngân sách trên 43 tỷ đồng, đồng thời tự tin với những chiến lược hợp lý sẽ duy trì được sản xuất và phát triển kinh doanh trong 2 tháng cuối cùng của năm 2022. Cái dòng sản phẩm phổ thông của chúng tôi nó đang có cái đà phát triển rất tốt, thì tôi rất là yên tâm về cái dòng sản phẩm này trong quý tư. Riêng trong cái quý tư một cái dòng sản phẩm cao cấp á, thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch rất là cụ thể để triển khai ra 3 cái thị trường chính là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thì chúng tôi hy vọng cái giải pháp này nó sẽ làm cái sự tăng trưởng trong cái quý tư, và chúng tôi tin là sẽ hoàn thành được cái kế hoạch của Hội đồng thành viên gia. Tuy vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp ở Cần Thơ cho đến giờ vẫn gặp không ít khó khăn, như là thiếu hụt lao động, nguyên liệu, vốn và mất các thị trường xuất khẩu truyền thống. Ngoài ra, còn do xăng dầu biến động, nguồn điện bị gián đoạn nên đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Anh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với hoạt động xuất khẩu thì những năm qua, đặc biệt 2021 rồi tháng 2 là giá cước tạc lên rất cao, nó lên là thậm chí từ khoảng 1.500-2.000 đô đi châu Âu. Trong những tháng cuối năm thì chúng tôi sẽ cũng có lợi thị trường để tìm những cái nguồn nguyên liệu mới để cung cấp cho đủ nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó thì những khách hàng mà truyền thống tôi sẽ chăm sóc lại để phát triển hết cái sản phẩm của mình trong những tháng cuối năm. Cần Thơ có khoảng 13.000 doanh nghiệp. Dù quyết liệt thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, nhưng đã có 1.821 đơn vị giải thể bỏ địa điểm kinh doanh. Trong đó có 605 doanh nghiệp ngừng hoạt động có thời hạn. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất để giữ nhịp tăng trưởng cho toàn thành phố và để đảm bảo một bộ phận người lao động có việc làm thường xuyên.